Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14 với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đảng ủy quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lai Châu có tổng diện tích mắc ca là 5.424 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 274 ha, sản lượng khoảng 160 tấn quả tươi một năm. Các cấp Bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Với phương châm khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027, tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú các dân tộc tỉnh Lai Châu để hội tụ trí tuệ, phát huy truyền thống tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, góp phần cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng chung sức xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng với 216 đại biểu là những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, đại diện cho trên 36.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Với tỷ lệ đoàn viên toàn tỉnh chiếm hơn 22,2% dân số toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu đạt được những dấu ấn đặc biệt cùng những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác. 9 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 13 đề ra hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Hàng nghìn hoạt động, công trình mang đậm dấu ấn màu sắc của đoàn và thanh niên để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội. 5 năm qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tham gia sửa chữa gần 2.200 km, làm mới 35,7 km đường giao thông nông thôn, phối hợp trao hơn 11.300 suất quà, 90 suất học bổng với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho trường học, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, kết nối xây dựng khánh thành 62 trường đẹp cho các em với giá trị gần 20 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, như có ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ triển khai, hiện thực, trồng mới khoảng 100.000 cây xanh, bồi dưỡng kết nạp 15.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 6.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 3 đề án, 2 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn. Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Lai Châu và tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh trong xu hướng phát triển chung của đất nước. Tổ chức đoàn cần mạnh dạn, xung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành. Vai trò xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ như
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng con người Lai Châu thân thiện, nhân ái, đậm đà bản sắc dân tộc, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức hành động của đoàn viên thanh niên và khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp đã đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, điều lệ đoàn sửa đổi, trình đại hội 12, bầu ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa 14, gồm 29 đồng chí, bầu 6 đồng chí vào ban thường vụ tỉnh đoàn, bầu các chức danh chủ chốt tỉnh đoàn Lai Châu. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, bí thư tỉnh đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2017-2022, được tín nhiệm tái cử giữ chức danh bí thư tỉnh đoàn Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu ra 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua nghị quyết đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng 25 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo thường xuyên sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu cao, đủ khả năng giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn. Luôn đoàn kết phấn đấu, tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết số 28 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình hành động số 65 ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo nghề cho cựu chiến binh tỉnh Lai Châu năm 2022. Tại hội nghị, 160 cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong nông nghiệp nông thôn. Vị trí vai trò của lao động nông thôn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo chuỗi giá trị, nâng cao trình độ công nghệ, chương trình OCOP và vị thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0. Kết quả, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ khi có quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ đến nay và định hướng công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ở Việt Nam và ở tỉnh Lai Châu. Thực trạng giải pháp đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam và ở tỉnh Lai Châu hiện nay. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, do đặc tính sinh trưởng của cây macca phù hợp với nhiều tiểu vùng khí hậu, đặc biệt là thổ nhưỡng của tỉnh, thời gian qua Lai Châu đã tập trung trồng và phát triển cây macca. Loại cây này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phủ xanh đất trống đổi trọng và trở thành cây đa mục đích. Nhằm tăng thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất, năm 2012, ông Nguyễn Xuân Cát ở tổ dân phố số 1 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên đã mua gần 230 cây giống macca về trồng xen trên diện tích hơn 1,5 hectare chè. Nhờ chăm sóc tốt, sau 3 năm, cây đã bói quả và sản lượng tăng dần theo các năm. Ông Cát còn đầu tư hệ thống trang thiết bị sản xuất macca thành các sản phẩm, hạt macca sấy khô nguyên vỏ,
hạt maca sấy khô tách vỏ, chiết xuất tinh dầu từ nhân hạt maca, bột maca. Đặc biệt, sản phẩm maca được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Thông qua đầu tư chế biến sâu sản phẩm maca, gia đình ông Cát đã có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Maca của hợp tác xã chúng tôi đã được tỉnh Lai Châu công nhận chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hiện nay đã có chỗ đứng trên thị trường. Kính thưa hội nghị, với sự lựa chọn hướng đi đúng đắn đó của gia đình tôi và hợp tác xã hội cựu thanh niên xung phong huyện Tây Nguyên, chúng tôi rất phấn khởi và quyết tâm mở rộng diện tích trồng cây maca trên diện tích của mỗi hộ gia đình, mỗi thành viên của hợp tác xã. Đồng thời cũng tuyên truyền vận động cho các hộ gia đình trồng xen cây maca trên diện tích đất trồng chè. Tôi cho rằng đây là một hướng bước đi đúng hướng và phù hợp với đề án phát triển bền vững cây maca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Maca là cây đa mục đích, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, giải quyết hiệu quả vấn đề về môi trường, xã hội. Tỉnh bắt đầu đưa vào trồng thử nghiệm trong giai đoạn 2011-2015. Qua thực tế khảo nghiệm, thử nghiệm, năm 2017, tỉnh phê duyệt đề án khuyến khích phát triển cây maca tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021. Và đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để định hướng khuyến khích phát triển maca tập trung quy mô lớn, phấn đấu đưa maca trở thành ngành hàng sản xuất có giá trị cao, hiệu quả và bền vững. Đây là Lai Châu, cơ sở với đề án, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các ngành, các huyện, đặc biệt là đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với các ngành các huyện để rà soát quy hoạch cái vùng trồng để phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề án đề ra. Theo cái sau khi rà soát thì tỉnh Lai Châu cũng định hướng là từ nay năm 2030 chúng tôi phấn đấu để đạt cái diện tích trồng cây maca khoảng trên 35.000 hectare. Với nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Lai Châu đã có tổng diện tích maca là 5.424 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 274 ha, sản lượng khoảng 160 tấn quả tươi trên năm. Thu hút 6 doanh nghiệp tham gia trồng maca, số lượng dự án được chấp thuận, chủ trương đầu tư khoảng trên 10.400 ha, trong đó diện tích đã thực hiện 2.261 ha. Công ty chúng tôi đầu tư dự án phát triển cây maca trên địa bàn tỉnh, cũng mục tiêu chính là phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, tăng thu nhập cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là người dân tại địa bàn dự án, và an sinh xã hội, giảm thiểu an ninh trật tự trên địa bàn dự án. Khi công ty tôi được trao chứng đầu tư thì cũng được các sở ngành, huyện, rồi thì đặc biệt là chính quyền địa phương là ủy ban nhân xã đã vào cuộc ngay để cùng sát cánh với công ty, là đã tạo rất nhiều những cái buổi họp tuyên truyền đến người địa phương để người địa phương trước tiên là hiểu được là khi mà được nhà đầu tư tạo thành lập thực hiện một cái dự án ở trên địa bàn địa phương thì là sẽ tạo được rất nhiều những cái phần thu nhập cho địa phương rồi tạo công ăn việc làm. Qua đánh giá, diện tích có điều kiện phù hợp để phát triển cây maca trên địa bàn tỉnh rất lớn, có khoảng trên 100.000 ha. Lực lượng lao động dồi dào, chiếm trên 60% dân số toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh cũng đã hoàn thành công tác rà soát, phân vùng, quy hoạch vùng trồng cho cây maca, làm cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục khảo sát, lập dự án, quỹ đất để mở rộng vùng trồng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Tè, huyện Mường Tè lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết với sự lãnh đạo chỉ đạo sát, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đã tạo được sự bứt phá trong phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo các bản, từng bước nâng cao thu nhập cho đời sống nhân dân. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Tè lần 20, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những khâu đột phá được Đảng bộ xã xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng lợi thế của xã, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, xã xác định đến cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%, phấn đấu 70% chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
đạt vững mạnh. Căn cứ các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Đảng ủy xã Mường Tè đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động tới người dân. Trước đây bọn tôi toàn dùng giống địa phương trồng, hiệu quả không cao. Bây giờ thì bọn tôi cũng dùng ngô với lại lúa tuần của nhà nước thì nó có hiệu quả và sản xuất tốt. Cùng với đó, tranh thủ nguồn lực từ các chương trình dự án của nhà nước, chuyển dần diện tích cây hàng năm không hiệu quả sang phát triển diện tích cây ăn quả như là xoài, cam, tập trung phát triển diện tích rừng, nhất là trồng và chăm sóc cây quế, xây dựng và phát triển sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại, theo hướng tập trung có nuôi nhốt, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải tạo chất lượng đàn gia súc gia cầm. Trên cơ sở chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội thì bây giờ xã Mường Tè cũng đã nhận thức được là nhất là tập trung vào hai cái lĩnh vực, một là phát triển rừng, trồng cây quế với là những cái cây có giá trị kinh tế cao, hướng cho bà con nhân dân những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao. Hai là tập trung vào phát triển cái mô hình trang trại, gia trại để phát triển làm tốt những cái công tác phát triển kinh tế xã hội, hướng cho bà con nhân dân đi theo một cái con đường nào mà theo cái định hướng nông nghiệp phát triển bền vững. Có thể khẳng định sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mường Tè đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đời sống của bà con nhân dân tiếp tục có nhiều thay đổi, kinh tế phát triển ổn định, 14 chỉ tiêu nghị quyết đã có 1 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, 13 chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 45% trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ giới hóa để phục vụ sản xuất phát triển rõ nét, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.500 tấn, phát triển diện tích trồng quế gần 300 ha, phát triển chăn nuôi gần 30.000 con gia súc gia cầm, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 31 triệu đồng một người một năm. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thì xã Mường Tè thì về cơ bản đến thời điểm này là cũng đã đạt được kết quả là từ 45 đến 50% các cái chỉ tiêu đã đặt ra. Trong đó một số các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội thì về đời sống nhân dân thì được ngày càng được nâng lên. Tổng thu nhập thì đã đạt từ 31-32 triệu trên bình quân đầu người. Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất như là phát triển cây quế, mở rộng mô hình các cái mô hình chăn nuôi, trang trại, gia đình. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, đồn biên phòng Hủy Luông, huyện Phong Thổ tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân. Đồn biên phòng Hủy Luông đóng chân trên địa bàn xã biên giới Hủy Luông, huyện Phong Thổ. Những năm trước đây, Hủy Luông là một trong những điểm nóng phức tạp về trật tự an toàn xã hội, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dân vận trên địa bàn. Nhờ có sự chủ động trong công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hủy Luông đã góp phần tích cực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ổn định, an ninh biên giới. Thời gian vừa qua thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và địa bàn thì cơ bản ổn định. Bộ đội biên phòng đã lực lượng biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là an ninh biên giới và hiện nay thì cái tình hình an ninh trên địa bàn ổn định, các cái hoạt động về tôn giáo, an ninh nông thôn rồi an ninh trật tự đều được các lực lượng phối hợp giải quyết một cách ổn thỏa và đảm bảo tốt về cái an ninh trên địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, đồn biên phòng Hủy Luông còn làm tốt công tác dân vận, tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã trong xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xuống cơ sở, giúp người dân phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó thắt chặt tình quân dân khu vực biên giới. Tuyên truyền cho bà con không nên là gặp và là tin tưởng người lạ ở người địa phương khác đến. Và chú ý các trường hợp như thế, với lại bộ đội biên phòng thì là xuống là chủ yếu là hướng dẫn cách như là thu và chăm sóc để cho như là bà con cái có là kỹ thuật về chăm sóc và là thu để đảm bảo không cái
sản phẩm của mình sẽ nó được năng suất. Trong thời gian tới thì trên cơ sở cái kết quả đã đạt được, phát huy cái vai trò chủ trì phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn biên giới, thì đồn biên phòng Hủ Luông sẽ tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết các cái vụ việc xảy ra trên biên giới một cách có hiệu quả, không để bị động bất ngờ, và góp phần là giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những nỗ lực và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hủ Luông, có thể thấy rõ sự thay đổi khá toàn diện trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo. Từ đó củng cố niềm tin giữa bộ đội biên phòng với nhân dân, tình cảm quân dân gắn bó, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng trở nên thân thương, gần gũi trong lòng dân. Thông tin từ Sở Nội vụ Lai Châu cho biết, tính từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 259 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ, thôi việc theo nguyện vọng. Trong đó, số cán bộ, công chức nghỉ việc là 34 người, viên chức là 225 người. Nguyên nhân được xác định là do lương, chế độ phụ cấp thấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Một phần là do công tác vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, áp lực công việc cao, nhất là đối với viên chức ngành y tế kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Trước thực tế đó, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm ban hành thang bảng lương mới, đảm bảo mức thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời quan tâm bổ sung chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Phát huy tiềm năng đất đai lợi thế khí hậu, những năm qua, huyện Sìn Hồ tập trung phát triển sản xuất chuyên canh cây ăn quả ôn đới. Sau thời gian thực hiện thí điểm, đến nay cây ăn quả ôn đới đã từng bước tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện toàn huyện Sìn Hồ có trên 1.320 ha diện tích cây ăn quả, chủ yếu là cây lê, mận hậu, đào pháp, sơn tra, cam V3 và dứa. Trên địa bàn huyện hiện có 2 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã trồng nông sản, dược liệu và cây ăn quả, trong đó có hơn 1.200 hộ dân trồng cây ăn quả theo quy mô hộ gia đình có liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã đề ra 3 nhiệm vụ giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 3 đề án, 2 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn. Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, như có ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ triển khai thực hiện, trồng mới khoảng 100.000 cây xanh, bồi dưỡng kết nạp 15.000 đảng viên mới, giới thiệu trên 6.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Với nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các đề án chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Lai Châu đã có tổng diện tích mắc ca là 5.424 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 274 ha, sản lượng khoảng 160 tấn quả tươi mỗi năm. Thu hút 6 doanh nghiệp tham gia trồng mắc ca, số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng trên 10.400 ha, trong đó diện tích đã thực hiện 2.261 ha, còn khoảng trên 100.000 ha. Lực lượng lao động dồi dào chiếm trên 60% dân số toàn tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, phân vùng, quy hoạch vùng trồng cho cây mắc ca, làm cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục khảo sát, lập dự án, quỹ đất để mở rộng vùng trồng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Tè, huyện Mường Tè lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mường Tè đã thu được nhiều kết quả quan trọng. 14 chỉ tiêu nghị quyết đã có 1 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, 13 chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 45% trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ giới hóa để phục vụ sản xuất phát triển rõ nét. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.500 tấn, phát triển diện tích trồng quế gần 300 ha, phát triển chăn nuôi gần 30.000 con gia súc gia cầm, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 31 triệu đồng một người một năm. Vừa rồi là phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.